Tiếp đà hưng phấn từ chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023, Indonesia đã gấp rút chuẩn bị thêm nhân lực và cơ sở vật chất để đá bại thay cho huấn luyện viên Trezeguet ở vòng loại 2 World Cup 2026. Ngay bây giờ, Next Sport sẽ cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trước trận đại chiến tại bản tin bóng đá mới nhất ngày 13 tháng 3. Sau đây là những thông tin chính có trong bản tin. Báo Indonesia gọi Văn Hậu là đồ tể. Độc lạ Indonesia nhập tịch cầu thủ lúc nửa đêm để kịp đấu với Việt Nam. Đánh giá Indonesia như đội tuyển Hà Lan, duy mạnh khiến cổ động viên xứ vạn đảo dậy sóng. Sân Bung Karno không khác gì mặt ruộng, Indonesia khiến cổ động viên nhà lo lắng. Báo Indonesia gọi Văn Hậu là đồ tể. Sau khi danh sách 33 cầu thủ Việt Nam được triệu tập để chuẩn bị cho hai trận đấu với Indonesia tại vòng loại 2 World Cup 2026 được huấn luyện viên Trezeguet công bố, báo chí xứ vạn đảo đã tràn ngập những tin tức soi bản danh sách này của chiến lược gia người Pháp. Trong đó, tờ CNN Indonesia đã có bài viết về sự vắng mặt của Đàm Văn Hậu với đoạn tít khiến cầu thủ này phải nóng mặt. Tiêu đề bài báo là hậu vệ đô tể của đội tuyển Việt Nam chấn thương, vắng mặt ở trận đấu với đội tuyển Indonesia. Trong bài viết của mình, tờ CNN dẫn nguồn thông tin từ báo chí Việt Nam về trường hợp của Đoàn Văn Hậu. Đó là hậu vệ thuộc biên chế của câu lạc bộ Công an Hà Nội đã dính chấn thương và phải phẫu thuật nghỉ thi đấu dài hạn. Việc trang báo xứ vạn đảo gọi Văn Hậu là đồ tể xuất phát từ việc cầu thủ sinh năm 1999 đã khiến cho Evan Dimas chấn thương trong trận chung kết SEA Games 2019. Ở trận đấu đó, Indonesia đã thua trận và Evan Dimas phải ngồi xe lăn lên nhận huy chương. Qua đây, chúng ta có thể thấy giới bóng đá Indonesia ám ảnh thế nào với Đoàn Văn Hậu. Sự thiếu vắng của hậu vệ này chắc chắn là một tổn thất cực lớn với đoàn quân huấn luyện viên Trezeguet. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn đó những Ngọc Bảo, Tuấn Tài, Giáp Tuấn Dương, Minh Trọng, Văn Khang, thậm chí là cả Việt Hưng cũng có thể đảm nhiệm được vị trí của cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Công an Hà Nội tại đội tuyển Việt Nam. Độc lạ Indonesia nhập tịch cầu thủ vào lúc nửa đêm để kịp đấu với Việt Nam. Mới đây, Indonesia đã gây sốc cho toàn bộ giới truyền thông nước nhà khi nhập tịch trung vệ 22 tuổi gốc Hà Lan Nathan Joeon ngay khi cầu thủ này hạ cánh giữa sân bay vào lúc nửa đêm. Tờ Bola Sport viết, sốc, trung vệ 22 tuổi Hà Lan đã tuyên thệ nhập tịch Indonesia vào đêm ngày 11 tháng 3, ngay khi vừa tới sân bay Soekarno Hatta. Địa điểm tổ chức được cho là tại văn phòng nhập cư của sân bay thay vì diễn ra tại văn phòng nhân quyền như thông lệ. Đáng chú ý, Nathan đã đến Indonesia cùng hai cầu thủ gốc Hà Lan khác, gồm tiền vệ Tom Hay và tiền đạo Ragnar Orat Manwen. Đây là ba cầu thủ được Liên đoàn bóng đá Indonesia thuyết phục nhập tịch và được huấn luyện viên Shin Tae-yong điền vào danh sách tập trung đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho hai lượt trận gặp Việt Nam sắp tới. Tuy nhiên, Bola Sport dẫn lời quan chức địa phương cho biết mới chỉ có Nathan được tuyên thệ nhập tịch. Thời gian tuyên thệ nhập tịch của hai cầu thủ còn lại vẫn chưa được xác định. Đánh giá Indonesia như đội tuyển Hà Lan, duy mạnh khiến cổ động viên xứ vạn đảo dậy sóng. Mới đây, khi chia sẻ trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Duy Mạnh đã cho rằng mình cùng các đồng đội không biết hiện tại đang thi đấu với đội tuyển Indonesia hay Hà Lan nữa. Phát biểu của trung vệ đội tuyển Việt Nam nhanh chóng nhận được sự quan tâm tới từ báo chí xứ vạn đảo. Tờ Bola Sport có bài viết dẫn lại lời của Duy Mạnh với tiêu đề đụng 10 cầu thủ nhập tịch, trung vệ đội tuyển Việt Nam chế giễu, đấu đội tuyển Hà Lan hay Indonesia vậy. Người hâm mộ xứ vạn đảo nhanh chóng dậy sóng trước phát ngôn của Đỗ Duy Mạnh. Khá nhiều cổ động viên Indonesia đã đồng tình với phát ngôn của trung vệ đội tuyển Việt Nam. Đúng là đội tuyển quốc gia hiện tại có thể gọi là một phiên bản thu nhỏ của Hà Lan. Sự thật, đội hình lần này là Hà Lan chứ không phải đội tuyển quốc gia Indonesia nữa rồi. Vâng, đội Indonesia là như vậy đó. Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến cho rằng đội tuyển Việt Nam đang gặp áp lực với chất lượng đội hình của Indonesia và phát ngôn này chỉ mang tính chất giải tỏa. Cầu thủ đội tuyển Việt Nam đang cảm thấy áp lực. Họ mang trong mình dòng máu Indonesia đó người anh em ạ. Sân Bung Karno như mặt ruộng, Indonesia khiến cổ động viên nước nhà lo lắng. Được biết là một nơi dễ đi khó về với mọi đội bóng ở Đông Nam Á khi làm khách trước Indonesia. Tuy nhiên thời gian gần đây, Bung Karno liên tục bị truyền thông nước nhà phản ánh về tình trạng xuống cấp của mặt sân. Mặt cỏ bị dẫm lên trong nhiều ngày trời khiến các nhà tổ chức lo lắng. Theo chúng tôi ghi nhận, cỏ vẫn mọc lởm chởm, có chỗ úa vàng, có chỗ cỏ xanh, có chỗ cỏ quá ngắn nơi lại quá dài. Tờ CNN Indonesia cho hay, xong, chỉ mất đúng 3 ngày kể từ thời điểm bị phản ánh. Ban quản lý sân Bung Karno đã bất ngờ tung hình ảnh mặt cỏ xanh mướt, sẵn sàng cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Indonesia vào ngày 21 tháng 3 tới đây. Trả lời CNN Indonesia, trưởng phòng quan hệ công chúng của sân Bung Karno, Asep Chiyadi cho biết, sau khi bị chỉ trích, chúng tôi đã cố gắng chăm sóc mặt sân một cách gấp rút. Những biện pháp tốt nhất được áp dụng
Tình trạng của cỏ bắt đầu xanh và tôi có thể đảm bảo các cầu thủ sẽ không gặp bất kỳ sự cố nào khi thi đấu ở đây. Indonesia mong cổ động viên nhà không làm loạn trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Sự cuồng nhiệt có phần quá khích của cổ động viên Indonesia là nguồn năng lượng cực lớn với các cầu thủ của đội bóng xứ Vạn Đảo khi giúp họ thi đấu hưng phấn hơn trước mọi đối thủ. Tuy nhiên, đây cũng là con dao hai lưỡi đối với Indonesia khi đã có không ít lần sự phấn khích này tạo ra thảm họa kinh hoàng trên các khán đài. Vì vậy, ban tổ chức sân Bung Karno mới đây đã lên tiếng hy vọng cổ động viên đội nhà cổ vũ bóng đá lịch sự, chuyên nghiệp và không làm loạn khi đến sân theo dõi trận đấu giữa Indonesia và đội tuyển Việt Nam ở vòng loại 2 World Cup 2026. Trưởng phòng quan hệ công chúng sân Bung Karno, Asep Chiyadi cho biết: "Chúng tôi chắc chắn sẽ ưu tiên đội tuyển quốc gia của mình được chơi trên sân Bung Karno. Vì đây là trận đấu ở cấp độ FIFA nên chắc chắn Liên đoàn bóng đá thế giới sẽ kiểm tra kỹ lưỡng. Chúng tôi chưa biết thời gian cụ thể nhưng tất cả sẽ làm việc chăm chỉ. Những quyết định sẽ dựa theo ý Chúa. Mong mọi thứ diễn ra suôn sẻ." Đồng thời, ban quản lý sân cũng mong khán giả đến xem trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam trật tự, không gây ra bất kỳ sự cố nào. Thần đồng bóng đá Việt Nam nhận tin vui. Mới đây, huấn luyện viên Phan Như Thuật đã quyết định đôn ba cầu thủ trẻ là Phan Văn Thành, Bùi Thanh Đức và Lê Đình Long Vũ lên đội 1 của Sông Lam Nghệ An. Trong đó, Lê Đình Long Vũ nhận được nhiều sự chú ý nhất khi nhiều chuyên gia đã dự đoán cầu thủ này phải được đăng ký thi đấu từ V-League 2023. Dù sao, đây cũng là một bước tiến lớn trong sự nghiệp thi đấu của thần đồng 18 tuổi. Lê Đình Long Vũ sinh năm 2006 tại Hà Tĩnh nhưng trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Năm 2022, sao mai này nằm trong đội U17 Việt Nam, được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lựa chọn để sang Đức tập huấn tại hàng loạt lò đào tạo trẻ nổi tiếng của Bundesliga. Sau khi trở lại Việt Nam, Long Vũ góp mặt tại vòng loại U17 châu Á 2023 và gây ấn tượng mạnh, góp công giúp U17 Việt Nam giành quyền vào vòng chung kết. Cùng với Công Phương, Long Vũ là một trong số những cầu thủ trẻ được giới chuyên môn trong nước đánh giá rất cao. Cầu thủ gốc Việt giúp đội tuyển Mỹ vô địch, trở thành ngôi sao lớn nhất cúp Bắc Trung Mỹ. Mới đây, đội tuyển nữ Mỹ đã đánh bại Brazil với kết quả tối thiểu, giành chức vô địch cúp Bắc Trung Mỹ 2024. Đây là kết quả rất quan trọng, đã đến trong bối cảnh bóng đá nữ Mỹ đang khủng hoảng tài năng. Không có những kết quả đậm đà, chênh lệch trời vực, tuyển nữ Mỹ hầu như chỉ giành chiến thắng chênh lệch tối thiểu ở hành trình đã qua. Họ thua Mexico 0-2 tại vòng bảng, vượt qua Canada ở hiệp phụ trận bán kết, đánh bại Brazil với một bàn thắng duy nhất ở trận chung kết. Với nền bóng đá đã từng là số 1 thế giới, áp đảo toàn bộ phần còn lại của châu lục thì những kết quả này thực sự cho thấy rằng khoảng cách giữa Mỹ và phần còn lại đã được giảm thiểu đáng kể. Nhưng với người Mỹ, đây vẫn là một thành quả đáng tự hào của họ. Nó giúp vực dậy nền bóng đá sau thất bại tại World Cup nữ 2023. Và một trong những điều mà người Mỹ tự hào sau giải đấu này là sự vươn lên của những nhân tố trẻ, trong đó có ngôi sao gốc Việt Jaden Shaw. Cô đã đóng góp 4 bàn thắng vào chiến dịch vô địch của đội nhà, gồm 2 bàn thắng ở trận Argentina và 2 bàn thắng quyết định ở vòng loại trực tiếp. Bên cạnh đó, tiền đạo mang hai dòng máu Việt Nam và Mỹ này còn góp 2 pha kiến tạo để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin bóng đá mới nhất ngày hôm nay của Next Sport. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và đừng quên lịch phát sóng cố định vào lúc 5 giờ 45 phút sáng hàng ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo. Hãy đăng ký theo dõi Next Sport để cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất.